Một thông tin vui và đáng tự hào cho thể thao đỉnh cao Bà Rịa Vũng Tàu. Giải cờ vua châu Á khu vực 33 diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023, quy tụ các kỳ thủ hàng đầu khối quốc gia Đông Nam Á cùng với Hồng Kông Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa và Mông Cổ. Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng, thành viên đội tuyển cờ Bà Rịa Vũng Tàu, đã xuất sắc giành chức vô địch với thành tích bất bại sau 9 ván, qua đó giành suất tham dự cúp cờ vua thế giới. Phải đối đầu cùng hai đối thủ cực mạnh của khu vực và châu lục tại giải cờ vua châu Á khu vực 3.3, nhưng kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng đã thi đấu tưng bừng hơn Gong Quan Chun của Singapore và đồng đội Mai Hưng chỉ 0,5 điểm trước ván cuối. Kim Phụng đã duy trì được ưu thế mong manh này khi cầm hòa CT Chelsea Monica Inesiat của Indonesia trong ván chính, kết thúc trong chiều 12 tháng 5 năm 2023. Kết quả này cùng với việc đồng đội Mai Hưng bị cầm hòa, còn Gong Quan Chun của Singapore nhận thất bại, đã giúp kỳ thủ của đội tuyển cờ vua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt 6,5 điểm, giành ngôi vô địch giải cờ vua châu Á khu vực 3.3, cùng xuất dự cúp cờ vua thế giới. Võ Thị Kim Phụng là kỳ thủ xuất sắc của cờ vua Bà Rịa Vũng Tàu và Việt Nam và là đại kiện tướng cờ vua quốc tế nữ. Trước đó, tại giải vô địch cờ vua quốc gia diễn ra ở Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2023, nữ đại kiện tướng quốc tế Võ Thị Kim Phụng cũng đã xuất sắc mang về cho Bà Rịa Vũng Tàu tấm huy chương vàng cờ tiêu chuẩn và một huy chương đồng cờ nhanh.